Hello, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình tiếp tục đi bầy chim cụt rừng nha mọi người. Hôm nay mình sẽ bầy ở đây bằng dùng sử dụng lục hướng nha mọi người. Ok, mọi người nhớ theo dõi nhé. Chuột à? Chuột à?
Đấy nha mọi người, một đám chim mái, cụt mái thật là béo. Con này rất lâu mới nhìn đến em ạ. Ok, tiếp tục nha. Ok, tiếp tục thêm một chim cụt mái nữa nha mọi người. Ok, tiếp tục nha.